Vòng chung kết World Cup nữ 2023 khởi tranh hôm nay, 20 tháng 7, với lễ khai mạc và trận mở màn diễn ra trên sân Eden Park ở thành phố Auckland, New Zealand, trong khi trận chung kết và lễ bế mạc tổ chức ở Sydney, Úc ngày 20 tháng 8. Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 dự kiến kéo dài khoảng 15 phút ngay sau phần khởi động của hai đội đá trận mở màn là chủ nhà New Zealand và Na Uy ở bảng A. Các thông tin chi tiết về lễ khai mạc được giữ bí mật cho đến giờ chót, kênh Optus Sport, Úc, cho biết. Tuy nhiên, một phần các sự kiện chính của lễ khai mạc đã được báo chí thế giới hé lộ. Theo trang Go.com, buổi lễ sẽ có các màn trình diễn gây ấn tượng mạnh, thể hiện sự đa dạng văn hóa và di sản của New Zealand và Úc. Dù diễn ra trong thời lượng ngắn nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng, lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và sự mới lạ cho người xem toàn cầu. Trong đó đáng chú ý là màn trình diễn song ca giữa nữ ca sĩ người Úc, Morat và nữ ca sĩ của New Zealand, Benay trong bài hát So It Again, bài hát chính thức của World Cup nữ 2023. Đồng thời, ba tiết mục trình diễn tiếp theo gồm điệu nhảy Haka của người Maori, dàn nhạc giao hưởng Sydney trình diễn nhiều tác phẩm kinh điển và một bài thơ nói về sức mạnh của bóng đá do một nhóm trẻ em trên khắp thế giới thể hiện sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc. Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ bắt đầu lúc 17 giờ ngày 20 tháng 7 theo giờ New Zealand, khoảng 12 giờ trưa 20 tháng 7 giờ Việt Nam trên sân Eden Park. Địa điểm này là sân thi đấu thể thao lớn nhất ở New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả. Tuy nhiên, nước chủ nhà New Zealand cũng tổ chức những buổi trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng nước này ở nhiều khu vực cổ động viên công cộng tại các thành phố lớn, để phục vụ khán giả không thể vào sân và thưởng thức các trận đấu trên màn hình truyền hình lớn. Trước đó ngày 17 tháng 7, nước chủ nhà New Zealand đã tổ chức nghi lễ đặc biệt, đánh dấu thời điểm khai màn lễ hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Nghi lễ bắt đầu bằng phần nhảy dù ở độ cao 5,5 km của vận động viên người New Zealand, Brent Finley, mang theo lá cờ dài 17 mét với các hình ảnh của World Cup nữ 2023 rồi đáp xuống sân Eden Park. Sau lễ khai mạc, sân Eden Park là nơi thi đấu trận mở màn World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand gặp đội tuyển nữ Na Uy diễn ra lúc 14 giờ, giờ Việt Nam, ngày 20 tháng 7. Cùng ngày lúc 17 giờ, đội đồng chủ nhà còn lại là đội tuyển nữ Úc cũng ra sân thi đấu gặp đội tuyển nữ Ireland tại Sydney ở bảng B.